Thế phải cho cảnh tiêu binh ở Bắc Long này. Rồi chứa lên là mình chi. Sáng cho mày chứa nữa nè. Chứa bị lấy phải lấy cái tùm cái tùm khạc lên bò. Tùm cái này lấy khạc lên cái gì bò. Tùm cái này lấy khạc lên hãy phải chứa cái gì. Tùm lên khạc lên. Làm lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Trụ, huyện Bắc Yên. Xin trân trọng kính mời các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, toàn thể xã, ban chỉ huy quân sự xã, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, hội viên và ban ngành toàn thể bản tê, đại diện lực lượng dân quân, hội viên cựu chiến binh cùng toàn thể bà con nhân dân, gia thuộc đồng chí Trung Quang Họ, chúng ta ổn định vị trí để lễ truy điệu được tiến hành theo chương trình đề ra. Tôi xin mời ra bà con thân nhân của đồng chí Ngọc đứng ra phía bên trái và mời các đồng chí trong đảng ủy, ủy ban nhân dân đứng bên phải của tôi đang đứng và bà con nhân dân, bạn bè hàng xóm sẽ đứng phía sau tôi để chúng ta làm lễ truy điệu. Đồng chí kính thưa gia quyến đồng chí Đinh Quang Học, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, thay mặt ban tổ chức tang lễ xin trân trọng tuyên bố lễ truy điệu được bắt đầu.
Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Duy Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Khê lên đọc lời điếu. Xin trân trọng mời. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, kính thưa toàn thể các đồng chí, thưa đồng gia quyến đồng chí thiếu tá Đinh Quang Học, đồng chí thiếu tá Đinh Quang Học, nguyên phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một sự tổn thất vô cùng to lớn đối với Ban Chỉ huy Quân sự, chi bộ, ban quản lý, cấp hội, nhân dân bản Pe và gia quyến đồng chí. Hôm nay, trong niềm thương tiếc vô hạn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sóc Pe, chi ủy, chi bộ, cùng cấp ủy, chính quyền, các cấp hội bản Pe và gia đình long trọng tổ chức tiến đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa các đồng chí và bà con nhân dân, thưa gia quyến đồng chí Đinh Quang Học. Đồng chí Đinh Quang Học, tên khai sinh Đinh Quang Học, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1940 tại bản Pe, xã Sóc Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1967, chính thức ngày 27 tháng 10 năm 1967. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có 6 anh chị em. Bản thân đồng chí lúc còn nhỏ được gia đình nuôi dưỡng và cho ăn học. Từ năm 1955 đến năm 1958, học cấp 2 tại trường Trung học cơ sở xã Phi Ban đến năm 1969, học bổ túc giáo viên học vụ tại phòng giáo dục huyện Phú Yên. Năm 1960 làm giáo viên bình dân học vụ tại bản Pe, xã Sóc Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Đến năm 1961 đi bộ đội và trải qua các vị trí chức vụ đơn vị công tác. Từ tháng 2 năm 1961 đến tháng 5 năm 1962 tham gia huấn luyện tân binh và được cử đi đào tạo tại đại đội 36, tiểu đoàn 6, trung đoàn 200, trường sĩ quan lục quân Sơn Tây. Từ tháng 6 năm 1962 đến tháng 12 năm 1964 cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đại đội H2, trung đoàn 148. Tháng 1 năm 1965 đến tháng 7 năm 1965 cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đại đội 39 H2 quân khu Tây Bắc. Tháng 8 năm 1965 đến tháng 12 năm 1974 cấp bậc hạ sĩ, chuẩn úy, thiếu úy, chức vụ trung đội phó, trung đội trưởng đơn vị đại đội 90 thuộc đoàn chuyên gia quân sự tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ tháng 1 năm 1975 đến tháng 1 năm 1976 cấp bậc thiếu úy, chức vụ trợ lý tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghĩa Lộ. Từ tháng 2 năm 1976 đến tháng 12 năm 1976 cấp bậc trung úy, chức vụ trợ lý dân quân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Từ tháng 1 năm 1977 đến tháng 4 năm 1982 cấp bậc thượng úy, chức vụ chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Từ tháng 5 năm 1982 đến tháng 7 năm 1987 cấp bậc đại úy, thiếu tá, chức vụ phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Đến tháng 8 năm 1987 đồng chí nghỉ hưu. Sau khi nghỉ chế độ hưu trí, đồng chí trở về địa phương tham gia lao động sản xuất tại bản Pe, xã Sóc Pe và tiếp tục tham gia công tác xã hội giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát chi bộ bản Pe từ năm 1988 đến năm 1990. Trong cả cuộc đời với hơn 26 năm hoạt động cách mạng, phục vụ quân đội, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước,
cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn liền với công cuộc đánh Mỹ cứu nước, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được làm nên bằng ý chí quyết thắng, quyết chiến của quân và dân ta, cùng trí tuệ của một quân đội anh hùng được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, mà đồng chí là một trong những quân dân tiêu biểu đó. Khi trở về địa phương, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết, góp phần nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề chung của xã, của bản, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phân canh sản xuất, vững về an ninh, ổn định về quốc phòng. Đồng chí luôn mong mỏi bản P, xã Xó P ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Đồng chí là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân xã Xó P. Dù ở đâu, làm việc gì, đồng chí Đinh Quang Học của chúng ta vẫn luôn nêu cao tinh thần, chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, thử thách, cần cù, tận tụy trong công tác. Đồng chí luôn là tấm gương cho chúng ta học tập về đức tận tụy trong công việc nhằm thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Trong sinh hoạt tập thể và cuộc sống với bà con hàng xóm, với đồng chí đồng đội và bạn bè, đồng chí luôn nêu gương anh em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở những nơi son sắt, nghĩa tặng tình sâu, gia đình chị mất đi một cây cao bóng cả, từng tỏa mát tình yêu thương. Mấy mươi năm qua mà anh chúng tôi đã sống trọn nghĩa vẹn tình, đầy yêu thương và trách nhiệm với cá nhân chị và gia đình. Cho đến giờ phút cuối cùng, anh của chúng tôi ra đi yên tâm và thanh thản. Vì anh hiểu chị sẽ giúp anh tiếp tục làm chỗ dựa cho các con và cả gia đình chị, như chị đã từng làm chỗ dựa cho anh, toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho đất nước, cho quân đội, cho nhân dân. Một lần nữa, mong chị hãy nén đau thương, vượt qua thử thách tinh thần khắc nghiệt này, giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống để anh được yên giấc ngàn thu. Cá nhân đồng chí Đinh Quang Học và mỗi chúng tôi, những đồng đội, đồng chí của anh luôn tin tưởng và tin chắc chắn rằng những đứa con của đồng chí nuôi dưỡng sẽ luôn yêu thương, đùm đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua mọi gian nan thử thách, xứng đáng là con của đồng chí, con của anh chúng tôi. Bởi những năm tháng qua, những đứa con của đồng chí và người thân, con cháu của đồng chí luôn noi theo tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đồng chí, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước, các quy định của nơi cư trú đề ra. Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức phụng dưỡng, chăm sóc, phục vụ, nhưng không qua khỏi, đồng chí đã đột ngột từ trần hồi 11 giờ 15 phút ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm Nhâm Dần, tại gia đình tưởng thọ 83 tuổi. Kính thưa toàn thể các đồng chí, đồng chí Đinh Quang Học mất đi là một sự tổn thất vô cùng to lớn, không gì bù đắp nổi. Các con mất đi người cha, các cháu mất đi người ông, người cụ, các em mất đi người anh, các chị anh mất đi người em ruột thịt. Chúng tôi mất đi đồng chí đồng đội, tập thể chi ủy, chi bộ mất đi một đảng viên luôn phụng sự nhân dân, phụng sự tổ chức. Ban quản lý mất đi một công dân mẫu mực, các đoàn thể mất đi một hội viên mẫu mực, bà con hàng xóm mất đi một người bạn hữu tình, anh em hưu trí mất đi một thành viên tích cực. Đồng chí Đinh Quang Học đã để lại cho gia đình và tất cả chúng ta tình yêu thương luyến tiếc vô hạn. Đó là một hình ảnh về một tấm gương luôn phục vụ Đảng và nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Với 83 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng và những cống hiến to lớn xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được tặng thưởng huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất,
8 huy chương chiến sĩ vẻ vang, huân chương nước bạn Lào, huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để chúng ta kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Thưa đồng chí Đinh Quang Học kính mến, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiến đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết nội bộ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Sóc Tay nói chung, Bản Tay nói riêng vững mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định về quốc phòng và an ninh, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng mục tiêu nông thôn mới. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Đinh Quang Học lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát này. Gia quyến, anh em họ hàng, bà con hàng xóm xa gần đến thăm viếng, và chúng tôi xin nói lời vĩnh biệt. Vĩnh biệt đồng chí Đinh Quang Học, đề nghị chúng ta để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
ตึงเล่งอ่ะ Thank you.
Tính nhiên đây là lễ hạ huyệt và lễ an táng của đám ma của dân tộc Mường. Và hôm nay là cụ Trần Văn Thọc, nên là phó chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự Bắc Yên, và người đi đưa rất là đông. Việt thì ông họ Đỗi đại diện cho họ nhà Đỗi sẽ xuống để sửa hố. Ma nàng mùi là mùi là người phiền lệnh đa nhân pháp, Phật lo bò đạt đa nhân pháp, tình có trịt thông ra lao cao, chỉ là lục lực đa nhân pháp, cùng đa nhân pháp, định pháp tăng pháp, định pháp tăng pháp tế, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.